Kính thưa quý vị, kể từ tháng 7, Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đã bị hạn hán nghiêm trọng, đến mức nhiều con sông bị đứt dòng và lộ cả đáy. Vào lúc 14 giờ 43 phút ngày 27 tháng 9, Trung tâm Quan trắc Thủy văn tỉnh Giang Tây tiếp tục ban hành cảnh báo đỏ về hạn hán. Tình huống này xưa nay cũng thường xảy ra, sau đó thường đi kèm với thiên tai nhân họa khác. Hôm nay, DKN TV sẽ mang đến cho quý vị những phân tích và bình luận về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi! cá heo không vây, loài cá sống ở lưu vực sông Dương Tử, được coi là quốc bảo ngư, đối mặt với nguy cơ sinh tồn. Giá các loại cá đánh bắt cá tự nhiên giảm mạnh. Một bao tải nhỏ chứa 50kg cá chỉ có giá khoảng 7 USD. Kể từ tháng 7, đã có những video được lan truyền cho thấy hạn hán vẫn tiếp tục ở một số khu vực ở Trung và Hạ Lưu, sông Dương Tử của Trung Quốc. Hồ Bà Dương ở tỉnh Giang Tây gần như đã bị phơi khô mực nước giảm đáng kể khiến cá heo không vây loài cá được coi là quốc bảo ngư phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh tồn tình trạng hạn hán nghiêm trọng cũng xảy ra ở thành phố lục an tỉnh an huy mực nước của các hồ hiện cũng giảm mạnh khiến hàng vạn người dân tranh nhau đánh bắt cá rất nhiều người dùng mọi cách để bắt cá nhiều người bắt được nhiều cá đến nỗi quấn cá quanh cổ và vai của mình do có quá nhiều người xuống nước đánh bắt cá đến nỗi gần như phủ kín mặt nước xe cộ đậu bên đường của người dân đánh bắt cá đã gây ùn tắc giao thông tại địa phương. Mặc dù mọi người vui mừng khi bắt được cá, nhưng gần như lòng hồ không còn cá nữa. Theo các thông tin khác nhau, kể từ tháng 7 năm 2022, tỉnh Giang Tây tiếp tục hạn hán và ít mưa hơn, lượng mưa ít hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, mực nước đo được chỉ còn 6,97m ở trạm Tinh Tử nơi hạn hán tồi tệ nhất, thiết lập một kỷ lục mới về mực nước thấp nhất trong lịch sử. Và mực nước tại trạm Nam Sương ở sông Cám Giang là 10,86m, thấp hơn 0,11m so với mực nước thấp kỷ lục. Điểm mấu chốt là mực nước Hồ Bà Dương dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới và mực nước thấp sẽ được duy trì ở đoạn sông Cám Giang, Nam Sương. Theo báo cáo chính thức, một số khu vực đã bước vào thời kỳ nước cạn kiệt, Do mực nước không ngừng giảm xuống, hồ Bà Dương lộ ra một mảng lớn lòng hồ, một số lượng lớn lưới đánh bắt cá bị bỏ hoang, lồng cá bị mắc kẹt dưới đất khô héo, cảnh tượng rất hoang tàn. Được biết, hạn hán ở hồ Bà Dương không chỉ dẫn đến tình trạng nước sinh hoạt của cư dân ở các khu vực lân cận bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà còn khiến động vật được bảo vệ ở các quốc gia của Trung Quốc, cá heo không vây phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh tồn. Hiện nay, tình trạng hạn hán ở tỉnh An Huy, gần tỉnh Giang Tây, cũng rất nghiêm trọng. Gần đây, do hạn hán kéo dài, ít mưa và với việc mở cửa xả nước cùng các lý do khác, mực nước ở hồ Thành Tây, thành phố Lục An, tỉnh An Huy đã giảm đáng kể, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ của việc mọi người đua nhau bắt cá nêu trên. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 26 tháng 9, ông Lưu, một công dân của Lục An, cho biết tình trạng người dân đổ xô đánh bắt cá đã kéo dài gần 2 tuần ông lưu cũng đăng tải một đoạn video ngắn về việc đánh bắt cá của mọi người trên mạng xã hội từ hình ảnh video một số lượng lớn người dân trực tiếp xuống hồ để bắt cá nước chỉ ở vị trí ngang hông tạo thành một cảnh quan gần như người nhiều hơn cá chỉ thấy trên mặt hồ toàn người là người có người răng lưới bắt cá có người sử dụng cần câu cá thậm chí còn có người tay không bắt cá tạo thành một cảnh tượng chưa từng thấy những người đánh bắt cá tại hiện trường cho biết, kể từ khoảng 10 ngày trước, do hạn hán và mở cửa xả nước, mực nước hồ ở đây đã giảm mạnh. Người ta nói rằng bây giờ chỉ cần ngồi bất động là có cá bơi xung quanh. Từ hình ảnh video cho thấy, mỗi người có thể bắt được hàng chục kg cá mỗi ngày. Được biết, nhiều người từ nơi khác cũng đến đây để đánh bắt cá. Theo người dân địa phương, lưu lượng người tham gia đánh bắt cá có thể lên tới 100.000 người. Điều này đã khiến rất nhiều cảnh sát phải đến hiện trường để ổn định trật tự và điều tiết giao thông. Do bắt cá rất dễ dàng, giá cá tại địa phương hiện nay cũng giảm mạnh. Mỗi bao tải chừng 50kg cá chỉ có giá khoảng 7 USD. Nhiều người ở Giang Tây tin rằng nguyên nhân chính của hạn hán lớn ở Hồ Bà Dương là do việc xây dựng đập Tam Hiệp. Theo dự báo thời tiết của Trung Quốc, vào mùa hè năm 2022, do ảnh hưởng của trường áp suất cao cận nhiệt đới, nhiệt độ lưu vực sông Dương Tử tăng cao, Trung Khánh dự báo nhiệt độ đạt đến ngưỡng 44 độ C, khiến lượng nước bốc hơi lớn, kết hợp cùng với lượng mưa thấp đã dẫn đến hạn hán rất nghiêm trọng. Một số người dân địa phương nói rằng, trong thời gian này, một số ngôi làng ở quê hương An hóa, Hồ Nam của chúng tôi đã gặp khó khăn về nước uống. Các chuyên gia khác phân tích rằng điều chỉnh lưu lượng nước tại phía Nam và phía Bắc cũng có tác động lớn đến hạn hán ở Hồ Bắc và các khu vực hạ lưu. Bây giờ, mỗi năm, lượng nước được nắn dòng đi là hơn 9 tỷ mét khối, sau đó tăng lên trên 14 tỷ mét khối. Điều này làm ảnh hưởng đến Hồ Bắc. Tình trạng hạn hán nghiêm trọng như vậy ở Hồ Bà Dương chắc chắn sẽ có tác động lớn hơn đến sản xuất công nghiệp và nông nghiệp ở Giang Tây. Nếu các con sông lớn ở Giang Tây được xây dựng đầy đủ cho các tàu, lưu thông và hồ chứa, lượng nước chảy vào Hồ Bà Dương chỉ còn rất ít trong mùa khô. Hồ Bà Dương sẽ bị cạn kiệt. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng Giang Tây thuộc về khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, khô và ẩm ướt hai mùa là rất rõ ràng. So với Tây Âu là hoàn toàn khác nhau. Tây Âu có lượng mưa đồng đều, có thể xây dựng kênh đào mở rộng, cộng với khí hậu biển ôn đới không lo lắng về việc không có tài nguyên nước. Và ở Giang Tây, nửa năm mùa mưa sẽ có nước, nửa năm còn lại là mùa khô, không thích hợp để xây dựng các kênh đào kết nối thượng nguồn sông theo mùa. Bởi vì đến mùa khô, lượng nước không chỉ ảnh hưởng đến việc vận chuyển, mà còn gây ra hậu quả thảm khốc cho sản xuất công nghiệp và nông nghiệp ở hạ lưu sông Cám Giang. Ngay cả khi các hồ chứa rất nhiều, dự trữ nhiều nước hơn, vận chuyển không bị ảnh hưởng, mực nước ở hạ lưu sông Cám Giang chắc chắn sẽ giảm. Lúc đó, Giang Tây có thể phải đối mặt với hạn hán lớn hơn bây giờ. Có rất nhiều câu chuyện về cầu mưa trong thời cổ đại. Theo bài báo của Lưu Hiểu trên tờ Đại Kỳ Nguyên, người xưa tin rằng sự khởi đầu và kết thúc của thiên tai có liên quan mật thiết đến đức độ của nhà vua, cuộc sống của mình đối với nhân dân. Câu chuyện kể rằng, sau khi triều đại nhà thương bắt đầu, có một trận hạn hán kéo dài trong 7 năm. Hạn hán dai rằng đã làm khô cạn sông giếng, cây cối chết khô, không có hoa màu thu hoạch, xương cốt vương vãi khắp nơi. Để giải tỏa cơn hạn hán, hoàng đế đã cho lập đàn tế ở ngoại thành và hàng ngày sai người tổ chức lễ tế trời, cầu mong thiên tai giải trừ hạn hán, mang lại mưa thuận gió hòa. Sử quan tuân lệnh hoàng đế, cầu trời kiểm điểm sáu lỗi. Có phải do hoàng đế không quản luật lệ không? Có khiến người dân lầm than đau khổ không? Có phải vì quan lại nhận hối lộ tham ô hay không? Có phổ biến những chuyện vu oan giá họa không? Có phụ nữ can thiệp vào việc chính sự hay không? Nhưng lời cầu nguyện vẫn không linh ứng, thiên hoàng vẫn không ban mưa. Khi hạn hán kéo dài đến năm thứ bảy, hoàng đế ra lệnh cho các thành viên trong gia đình chọn một nơi gọi là Tăng Lâm trên một ngọn núi tươi tốt để lập bàn thờ. Ông đích thân mặc y doãn và các quan đại thần tổ chức lễ tế để xin mưa. Nhưng sau khi kính lễ trời vẫn không có mưa. Hoàng đế sau đó quyết định dâng mình cho thiên đế, hy sinh tính mạng để cầu mưa, cắt bỏ tóc, móng, tắm rửa sạch sẽ rồi cầu trời rằng: "Một mình ta có tội, không thể trừng phạt vạn dân, vạn dân có tội đều ở một mình ta, đừng lấy sai lầm của một mình ta khiến thiên đế quỷ thần thương tổn tính mạng của nhân dân." Cầu nguyện xong, ông liền ngồi lên củi, quyết định dùng sinh mệnh của mình dâng lên trời, cầu mưa cho dân chúng ngay khi ngàn cân treo sợi tóc này trái phải đang muốn châm lửa thiên tử sắp đốt thân trong lửa chỉ thấy bầu trời đột nhiên mây đen từ phía thổi tới gió lớn đột nhiên thổi lên và cơn mưa lớn mà mọi người đang chờ đợi bất ngờ ập đến mọi người cho rằng đây là một niệm của vị hoàng đế hy sinh vì dân chúng đã cảm động thiên đế mới khiến trời giáng cam sàng và giải trừ hạn hán kính thưa quý vị mục tin phân tích và bình luận của chúng tôi xin phép được tạm dừng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe quý vị hãy thể hiện quan điểm của mình và đừng quên nhấn like và ấn chuông để nhận các thông báo mới nhất cho các bản tin tiếp theo của chúng tôi mai anh xin kính chào và hẹn gặp lại